Được khởi công từ tháng 9 năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 466 tỷ đồng, cầu Huống Thượng thành phố Thái Nguyên là cầu có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại. Đây là một trong 9 công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Hiện khối lượng triển khai đạt trên 60% giá trị hợp đồng với mục tiêu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước tháng 8 năm nay. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc nhân lực cần thiết, thi công liên tục 3 ca một ngày để đảm bảo tiến độ. Cầu Huống Thượng bắc qua sông Cầu, từ phường Túc Duyên sang xã Huống Thượng, kết nối với hệ thống giao thông hiện có và các tuyến đường đang được hình thành cầu hướng thượng sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tạo diện mạo hiện đại cho đô thị thành phố thái nguyên đồng thời chia sẻ áp lực giao thông cho cầu gia bảy cầu bến tượng và cầu cao ngạn hiện nay